Đại dịch đang tăng tốc thế giới nằm im dưới lệnh phong tỏa. Đến chiều 24 tháng 3 giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 382.000 ca nhiễm COVID-19, 16.500 trường hợp tử vong và gần 102.000 người đã khỏi bệnh trên khắp 168 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu theo dữ liệu của Đại học John Hopkins. Thế giới dưới lệnh phong tỏa, hàng tỷ người trên thế giới đang phải sống dưới lệnh phong tỏa và giới hạn di chuyển trong đó có 2 phần 3 dân số 1,34 tỷ người của Ấn Độ. Nhiều quốc gia trong khu vực EU, toàn nước Anh, và 16 bang trong nước Mỹ, người dân, tại các khu vực này, được yêu cầu không ra đường, ngoại trừ một số nhu cầu thiết yếu, một số quốc gia khác, đang thực hiện các lệnh phong tỏa, và giới hạn di chuyển bao gồm Canada, Australia, New Zealand, Cuba, và nhiều quốc gia châu Phi như Senegal, Nam Phi, bờ biển Nga, Zimbabwe, Pakistan huy động quân đội. Pakistan là quốc gia mới nhất phải điều động quân đội vào cuộc trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của virus corona chủng mới, chính quyền nước này cũng cho biết tất cả các phương tiện công cộng cũng sẽ tạm ngừng hoạt động và các trạm xăng sẽ chỉ mở cửa một số ngày trong tuần trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus. Pakistan hiện có 892 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Được ghi nhận trong đó có 6 người đã tử vong. Hồ Bắc chuẩn bị dỡ phong tỏa. Tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc nơi khởi nguồn của đại dịch COVID-19, được dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày mai 25 tháng 3, dỡ bỏ gần như tất cả các lệnh giới hạn cho phép người dân di chuyển ra và vào tỉnh. Tuy nhiên, các biện pháp chống dịch sẽ vẫn được áp dụng ở thành phố thủ phủ Vũ Hán cho đến ngày 8 tháng 4, quyết định dỡ phong tỏa, được đưa ra sau khi không có ca nhiễm mới nào, được ghi nhận. Tại Hồ Bắc trong 5 ngày liền, từ con số hàng ngàn ca ở thời điểm đỉnh dịch hồi tháng 2, hôm 24 tháng 3, Tỉnh này lại ghi nhận ca nhiễm mới đầu tiên sau 5 ngày, là một bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Hồ Bắc. Tokyo có thể sẽ bị phong tỏa. Hôm 24 tháng 3, thống đốc thành phố Tokyo Yuriko Koike cảnh báo rằng thủ đô Nhật Bản có thể sẽ bị phong tỏa nếu số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng. Ông Koike cho biết 3 tuần tiếp theo sẽ đặc biệt quan trọng và kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người và thực hiện các biện pháp phòng tránh. Tuyên bố của ông Koike được đưa ra khi chính quyền Tokyo ghi nhận 16 ca dương tính mới trong ngày 23 tháng 3. Mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát. Đưa tổng số ca nhiễm ở thành phố thủ đô lên 154. Số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh trên toàn thế giới. Hôm 23 tháng 3, Giám đốc Tổ, chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã đăng một dòng truyết cảnh báo rằng đại dịch đang tăng tốc. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 100 ca tử vong do virus. Mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát tại đây, hiện Mỹ ghi nhận hơn 47.000 ca nhiễm và ít nhất 540 trường hợp tử vong. Nước Anh cũng chứng kiến 54 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đưa tổng số người thiệt mạng ở nước này lên 335 trong tổng số hơn 6.700 ca nhiễm được ghi nhận. Cũng chỉ trong một ngày, số ca nhiễm COVID-19 ở Đức tăng ngoài sức tưởng tượng với 4.764 ca nhiễm mới, và 28 trường hợp tử vong theo báo cáo của Viện Liên bang Robert Koch hôm 24 tháng 3. Như vậy, số ca nhiễm ở Đức tăng từ 22.672 lên 27.436 chỉ trong một ngày, với 114 tử vong, đưa Đức trở thành một trong năm quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trên toàn cầu. Ngoài ra, một số quốc gia khác như Canada, Brazil, Singapore, Tây Ban Nha, và Iran cũng đã chứng kiến các mức tăng vọt trong số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, chính phủ Thái Lan cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 tới. Khi vừa ghi nhận thêm 3 ca tử vong và 827 ca nhiễm mới trong ngày 24 tháng 3. Hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.